chi khat muay dai min chum ngai 124 km pi ri ti phnom penh khat ni min phachi chon praman chieng 1 lien ne khnong no phachi chon chieng 70% ban prakop muk robor kasakam khnong ka dam to damnam hop phlae ning banlai bangka same same Đó lại, bà chìa bò rọt mùa chùm nuôn đã thật nơi khổng khổng có mất, khổng có sự tấn, khổng có xâm ráo, thật nơi khổng khát Kampong Cham, nâng khổng có phí tiết đã thật nơi khổng khát tập bông khổng mống. Bạn chờ rơ, đạp đông nam phai cực khổng, tăng bì chùm nón kê đôn ta một mà lè. Bà chờ bọn ní, cả đạp cực khổng, hạ đô chì miên cả can láng chương muốn, đòi xa tại bàn tù tùa tên nâng phạm chùm nô khu, chì chiên cả đạp đò rửa giấy, bốt, đạp cố, nâng đông nam rùm sắp xanh tiền. Tâm nâng cao tựa tụ bàn bạc châm nộp bố, ta xa tầm mình cao bằng hát bằng riêng tèng phần trái kỳ tế, cao thái tốm, nâng cao bà chi thông mà chi đám phí cựu bằng khốn, nâng mần trầy chung niên nây mần tí cạn sự cảm khát Kampong Cham. Bàn xa hạ cao chứ muốn nâng công rộng cao lâm ọp lời lũng chôn ở bà tỷ phí, nâng cao ọp rộng án ở vọt công rộng bằng xóm, tên nâng cao bằng rãi bằng rùa Akas Thiệt. Đóng năm chúng bông đại phí môn có lòng mà nâng cả dù miền đàm phí mũi cứ cực lòng nâng tí phí miền đóng năm cơ hay nâng được xây vận tái đời mùi dạ bà mán chân nam chồng cởi ní cả dù có bàn thuốc ca áp hữu vọt bùng rít đóng năm cực lòng ní đòi quạt mưa khơi nha đóng năm cực lòng ní vì bà đò xạc đàn bố xê tật cách bàn lộ và xa ở chiếng đóng năm cơ hay nâng được xây hay mà đòi bà chạy bòn ní quạt bàn thuốc ca Phạm đồ cặp riêng vì chúng ta cơ rửa xây nâng mô bằng rít chiếc đâm nam cực lòng. Nhưng chẳng hãy bán chìa cầm ruông dưỡng bán phát đo từ lưu phiếp sống khăn này sẽ tất cách đâm nam cực lòng. Cơ đôi chìa tầm rơi ca rồi bỏ phía chìa bộ rọt chạy sẽ đánh nâng khôn nâng bán dưỡng mà cho sức xá hay có tầm rơi ca bỏ quát có trong bằng rít lợi tập cam đâm nam cực lòng nâng. Cứ tìm mối dưỡng trong cài lòng ô lợi tập hiệp. Cứ bán này thà thừa mách ôi phòng cực lòng nâng cắn tay và xa Tí bí dương xong đào từ lưu cài lùm ô nâng là quân lập hiệp. Tí mối cứ quân lập hiệp tàng đầy, quân lập hiệp chạy kỳ tế hay nâng có đối chiếc quân lập hiệp lại. Cụi lòng nên tài mà đòn, thử mách ai cụi lòng nâng. Vì càng tài miền rùa chiếc lò chân muốn. Tà mà dạ thử mách này nó mà quạt khá bà chi, bà ấy ở bàn trầm trớ hay chi bà xếch. Cứ bà chi biệt chiếc chi thòm chiếc rưu chi cầm bốc đại quạt ai bà lực thua đại khuôn anh bàn. ជាកសិករដាំដំណាំក្រូចថ្លុងបានបញ្ជាក់ថាក្រូចថ្លុងដែលមានការដាំដុះនេះគឺពួកគាត់បានធ្វើការដាំដុះទៅនឹងប្រភេទក្រូចដែលមានរសជាតិផ្អែមបីរសជាតិផ្សេងៗគ្នាទី1ផ្អែមស្ងួតផ្អែមទន់និងផ្អែមស្រួយបាទនិយាយពីប្រភេទក្រូចផ្អែមមួយក្រូចផ្អែមហ្នឹងមានដូចជា3ប្រភេទផ្អែមបកមកផ្អែមធម្មតាតែស្ងួតគួសមអាមួយទៀតគេហៅថា tuần bộ máu chanh tặc em đôi khi nè tại tuần nè bộ chanh tặc mùi tiết em đá cái hai thà em suối em suối nóng hộp cháy cô về mình toàn tung toàn chắc cô hộp bán này ọt chu đây không biết chu về em suối nè em men đó tục tung hết vì sai hơi chẳng hạn nha và Tết tôn tên nâng cao bà gọi một rộp bọt đam cực lòng ní ជាកសិករត្រូវការចំណាយពេលប្រមាណ 4 ឆ្នាំទៅ 5 ឆ្នាំទើបអាចប្រមូលផលបានយកទៅលក់នៅឯទីផ្សារនានាដូចជាខេត្តកំពង់ចាមរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតតាមរយៈនៃការដាំដំណាំក្រូចខាងលើនេះពិតជាបានផ្លាស់ប្ដូរនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករទាំងនោះដែលប្រជាកសិករអាចរកប្រាក់ចំណូលបានយ៉ាងច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំៗ ជាមកជាទូទៅវាមានអាយុជាទូទៅវាមានអាយុ4ឆ្នាំវាមានអា10ឆ្នាំបាទឥឡូវអាក្នុង10ឆ្នាំហ្នឹងគឺបានឲ្យផលបានឲ្យផលបណ្ដាបណ្ដាហើយហើយទៅការលក់ដូរនេះគឺច្រើនតែលក់ឲ្យអតិថិជនឬក៏អ្នកជំនួញហ្នឹងគេមកទិញដល់កន្លែងបាទ ផ្លូវល្អទីផ្សារល្អមានរថយន្តមានលម្អចូលមកដល់ដើមដល់ទីកន្លែងចុងកសិករសម្ងៃហ្នឹង
miền tăng bị cao lên là o máu đôi chưa nghe xuống phát lấy chứ nhưng tìm xa lụa đâu nâng mà hãy có bán thả lại tiền hơi cái lụa việc mệnh này lụa đầm lái khối để môi do tự bè lụa và to mà lỗ buồn mơn chồng ri ai nẹ một tình hộp to luôn của xá phẻ mơn làng ói cho tung lộ khối những bè muối na của chàng anh này lấy chắc cả khối nư lừa tất đây không có pi nữa người có phùng và ca ơn là người miền ca sẽ đa đấy cặp ở dây riêng co đám nữa là khối bên miền tầm lại thế cứ tăng vì năm chất sắp phẩm buồn máu đó thì xa bảo vía cứ chờ tới Phnom Penh đập chân pi co năng tới số bộ chờ tam cái nốt pi đá cái nốt nơi miền đó là lấy bia chạy chạy đôi tham miền khang là mỏ khang ấy mỏ pi phải về phải riêng hay xong ngày mệt ấy cũng là xạ mệt bị chân tới khang khéo tiết và lụa tòng mệt lụa tòng phải trong phu xe tắc kẹt đi đồng nam rồi thằng nết đại dương thay vì miền sạc đàn bộ thì sầm khán rùa cả na dương kịch chia mà xôm chỉ bua chồng nâu là bỏ chia cả sọ dương bộ dương kịch tây đây nông mùa hạch tá thấy bậc kịch chia đam cối chơi dương ai đam ban chồng luôn mà rồi đam nấn quật ai rồi đôi chồng nâu bán rồi hô tự đo ha sấp tư học sấp liên nông một chín năm anh ấy bảo xin là tập hợp quật mình miền bài nhà hai chú bật tiếc tại quật ăn quật bị chạy cái tê trầm trớ cứ quật ai tụt hợp bàn và nông bài nhà hai sắp từ học sắp liền nông một chín năm nông đây mười hai tà ជាថាផ្លែក្រូចគឺជាផ្លែឈើហូបផ្លែមួយប្រភេទដែលប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជននៅលើពិភពលោកនិយមបរិភោគជាទូទៅគេច្រើនបរិភោគផ្លែស្រស់ដូចជាក្រូចថ្លុងក្រូចពោធិ៍សាត់ក្រូចខ្វិចជាដើមចំពោះក្រូចថ្លុងសាច់របស់វាសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ច្រើនជាងគេរហូតទៅដល់ 60 mg ក្នុងទឹកក្រូចមួយរយក្រាមប៉ុន្តែផ្លែក្រូចថ្លុងមានជាតិប្រូតេអ៊ីនតិចបំផុតហើយទឹកក្រូចថ្លុងមួយរយក្រាមអាចផ្ដល់ថាមពលប្រមាណជាង 35 កាឡូរីនិងក្លូសេតជាលោះពី7%ជាមួយនឹងការផ្ទុកនៃសារធាតុជាច្រើនទៀតដូចជាជាតិដែកម៉ាញ៉េស្យូមប៉ូតាស្យូមផូស្វ័រជាដើម